Đây chính là nơi chúng ta tìm kiếm rồi. Mau đi càn quét và tìm kiếm cho bằng được nguồn năng lượng kỳ diệu mang về giải cứu hành tinh của chúng ta. Đến từ hành tinh đi ba ở giải ngân hà xa xôi, và chúng ta biết được ở đây có nguồn tài nguyên phong phú, nhiều hoa thơm trái ngọt, và đặc biệt là có một nguồn năng lượng kỳ diệu có thể đem lại cho cư dân sức khỏe và hành tinh của bọn ta sự hồi sinh mãnh liệt. Hãy lục soát khu rừng này và tìm bắt được nguồn năng lượng đó. Ai cũng cả bắt hết cho ta. Chúng ta khác mọi loài khác,
là chúng ta có trái tim yêu thương và lòng tha thứ, không thể thấy người hoạn nạn mà không cứu. Cứ nghe theo tớ, mọi chuyện tính sau. Điều này ta đã biết gần 2